Tôi xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món cánh gà xào sả, ớt, sa tế. Thịt gà mềm, ngon, đậm đà, thơm vị sả. Cây cây của ớt tạo cảm giác rất hấp dẫn. Mình có thể làm để là rally bia cùng anh em, chiến hữu bạn bè dịp cuối tuần nè. Hoặc đổi món cho bữa cơm gia đình cũng rất là ngon luôn. Mà cách làm thì rất nhanh, gọn, lẹ nữa. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình, gồm có như sau nè. Cánh gà đoạn giữa, mình có chuẩn bị nhiêu đây là 800g. Mình chọn cái đoạn giữa như vậy để cho cái miếng thịt nó được ngon hơn nha. Mình mua ở các cái siêu thị đều có bán rất là phổ biến luôn các bạn. Có hai cây sả nè, hai cái ớt sườn ngọt không cay nè. Sa tế tôm mình mua sẵn, chuẩn bị là khoảng 50g. Tỏi một củ khoảng chừng 30g. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình sẽ cho cánh gà qua cái thau nè, đem đi rửa. Cho vô đây là một muỗng canh muối đầy. Rồi xả nước xăm xắp nè. Mình sẽ bóp rửa trong cái hỗn hợp nước muối như vậy khoảng chừng 2 đến 3 phút nha các bạn. Xả thêm một nước nữa nè. Tiếp tục mình xoa bóp rửa cho nó sạch. Mình cứ xả, mình rửa lại, mình thấy nước nó trong là được nha các bạn. Rửa xong rồi kia mình vớt ra để cho ráo nước. Rồi lát nữa mình đem đi tẩm ướp. Rồi rửa gà xong mình lấy tỏi ra nè, một củ lớn 30g, đem đi cắt lát. Rồi mình sẽ băm nhỏ luôn nha các bạn. Ớt sừng ngọt không cay nè, có hai cái, cũng đem đi cắt lát nhỏ. Rồi mình băm thật là nhuyễn luôn nha các bạn. Xả hai cây đem đập dập hết nè. Rồi cắt thật là nhỏ luôn. Tiếp theo mình lấy cánh gà đem khứa hai đường như vậy để khi mình ướp cho nó thấm gia vị nha các bạn. Rồi bây giờ mình ướp vô, xả băm hai muỗng canh đầy nè. Ớt sườn băm một muỗng canh đầy. Tỏi băm mình cho vô một nửa nè. Sa tế tôm mình cho vô là một muỗng canh đầy. Nước mắm mình nêm vô là một muỗng canh đầy luôn nè. Dầu hào một muỗng canh đầy. Hạt nêm một muỗng cà phê nè. Bột ngọt nửa muỗng cà phê. Đường một muỗng cà phê đầy. Muối 1/3 muỗng cà phê nè. Rồi mình sẽ trộn đều cho các cái gia vị tan thấm trên cái miếng cánh gà luôn nè. Đó, mình cứ xoa bóp như vậy khoảng chừng 2 phút nha các bạn. Thì mình sẽ canh thời gian ướp 20 phút cho gia vị thấm rồi mình đem đi nấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ xào gà nha. Cho vô 4 muỗng canh dầu màu điều nè, để tăng cái màu sắc cho nó được hấp dẫn hơn. Xả băm còn lại nhiều cho hết vô luôn nè. Ớt sừng băm nữa nè, cho hết luôn. Tỏi băm còn lại nhiều cũng cho vô hết luôn nè. Khi mình canh lửa vừa thôi, xào cho thơm cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Đó, với thời gian mình xào khoảng chừng 1 phút này, hỗn hợp đã thơm hấp dẫn lắm rồi. Chờ cánh gà đã ướp 20 phút rồi nè, vô mình xào luôn. Đó, bây giờ canh lửa lớn hết mức, xào nhanh tay liên tục luôn nha các bạn. Để mình tráng vô đây một xíu nước trong cái tô ướp cánh gà nè, khoảng chừng một cái chén nhỏ, cho vô luôn nè. Rồi cứ vẫn canh lửa lớn, xào nhanh tay liên tục luôn nha các bạn. Đó, mình cứ đảo trở như vậy để cho nước cạn, cánh gà chín, săn lại nữa là được nha. Đã, mình đã đảo như vậy khoảng được 6 phút. Nước bắt đầu hơi rút. Cánh gà bây giờ cũng đã chín rồi đó các bạn. Để mình cho chút xíu tương ớt vô, tăng cái màu sắc lên cho nó hấp dẫn hơn chút nữa nha. Một muỗng canh đầy tương ớt nè. Mình có thể đem thêm cái sa tế cũng được luôn nha các bạn. Cứ canh lửa lớn luôn, xào đều tay liên tục nữa.
Đã, tổng thời gian mà đã xào như vậy khoảng được 10 phút rồi. Bây giờ nước đã rút cạn, còn lại dầu và cánh gà cũng đã săn chín rồi đó. Thơm lắm rồi các bạn. Cái mùi xả này, ớt tỏa ra rất là hấp dẫn. Được rồi, bây giờ mình sẽ dọn ra nha. Món này thì làm nó cũng nhanh, dễ, đơn giản. Xào xong mình dọn ra ăn cho nó nóng nóng, cho nó được hấp dẫn hơn. Hôm nay món này á, mình sẽ làm một ly bia lại ra cho nó ngon nè. Rồi, cánh gà xào, sa tế, ớt, xả của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Để mình lấy lên rồi ăn thử coi sao nè. Xin mời các bạn. Cái cánh gà mình ăn á, mềm, thấm vị, đậm đà. Cây cây của ớt nè, thơm mùi xả. Hấp dẫn, ngon lắm luôn các bạn. Mình sẽ ăn kèm với lại dưa cải muối chua nè. Bóp chút mắm tỏi ớt nữa. Hãy xin mời các bạn nữa nha. Để mình thêm ly bia nữa nè. Xin mời các bạn. Thịt gà đậm đà mình ăn xong rồi, lại ra ly bia như vậy vừa, ngon lắm luôn các bạn. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Để mình thêm ly bia nữa, ngon lắm luôn các bạn.